mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Báo ứng hiện đời. Tập 4, lời giới thiệu. Ba tập báo ứng hiện đời rất được độc giả ưa thích, tái bản liên tục. Nhiều bạn khuyên tôi viết tiếp, nhưng tôi nghĩ có viết nhiều cho lắm thì vẫn là chuyện nhân quả, mà các độc giả thông minh sáng trí chỉ cần xem một hai cuốn là có thể hiểu rõ Phật lý và biết cách hành trì thế nào để tạo hạnh phúc cho mình và người. Còn đối với người không có thiện căn thì dù có đọc nhiều đến mấy họ cũng không hành theo, hoặc chỉ lo sùng mộ thần thông, ham biết tiền kiếp hậu kiếp. Còn điểm chính là ăn chay, hành thiện dứt ác, tịnh hóa thân khẩu ý thì họ không lưu tâm. Chưa kể đến những vị đọc mà khó chấp nhận hoặc chẳng tin và không thèm tiếp thu. Hiện nay những người mê thần thông ưa hướng ngoại tìm cầu có rất nhiều, đa số còn chạy khắp nơi tìm hòa thượng Diệu Pháp và tôi. Thậm chí ở Giang Tô, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Ngũ Đại Sơn, vân vân, đều có người giả mạo xưng là hòa thượng Diệu Pháp. Vì vậy quý độc giả chẳng nên đi tìm gặp ngài. Nếu như đọc sách mà không biết hồi quang phản chiếu, phát tâm sám hối, y giáo phụng hành, thì cho dù quý vị có gặp Bồ Tát Quan Thế Âm hay Bồ Tát Di Lặc thì cũng chẳng ích chi, vì chẳng biết sửa sai, không chịu hồi đầu hướng thiện. Nhằm hạn chế bớt tình trạng người gạt lường mạo danh như đã nêu, tôi cho mời nữ cư sĩ Quả Hồng, bảo cô đem các câu chuyện tu hành, những điều thấy nghe hữu ích biên tập thành sách, giúp người đọc thâm tín nhân quả, từ bỏ điều ác vui hành thiện. Đồng thời cũng muốn nhắc nhở rằng bản chất mỗi người vốn có sẵn thần thông trí huệ, giống như nữ cư sĩ Quả Hồng vậy, chẳng nên tìm cầu ở bên ngoài. Nếu một người chịu y theo pháp Phật, phát huy giới định huệ, chân chính tu hành, thì sẽ có đủ trí huệ độ người. Những vị thầy mắt sáng này có khắp nơi rất nhiều. Chỉ cần bạn kiên định lấy giới làm thầy, quyết tâm đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, thiền định song tu, thì cuối cùng sẽ khai mở trí tuệ của mình. Khi thấy năm uẩn là không, liền vượt qua tất cả khổ ách. Quả Khanh Hổ Thẹn Kính Ghi, 20 tháng 7 năm 2008. Ha ha ha,